đòi 3 nhưng mà được tới 4 lần. Đầu tiên là cải thiện cái mắt sụp mí nè. Thứ hai là cải thiện được cái rãnh miệng hay gọi là cái râu rồng. Thứ ba, các bạn sẽ có một cái gương mặt xu hướng, hiện tại bây giờ là cái xu hướng mắt mèo đó các bạn. Và thứ tư, không có sẹo lộ kéo lên. Thứ nhất các bạn thấy nè, da nó căng lên. Thứ hai á, là cái phần mí của các bạn nè, nó đang sụp như vậy, nó cũng được kéo lên ha. Xong rồi sau đó cái phần râu rồng nè, nó đang đổ xuống, nó cũng được kéo lên. Cái mí trước khi kéo nè, sau khi kéo râu rồng nè, kéo lên nè, da căng, mắt đẹp xu hướng nữa đó, và nó cũng bớt sụp luôn nhìn nè. Xin lỗi, chịu không nổi thích cái này quá đi mất thôi. Thấy đó, với một vết cắt rất là nhỏ, 1cm ở trong phần chân tóc thôi, mà nó đã tạo nên cái sự hiệu quả 4 trong 1 rồi. Cắt 1cm xíu xíu giấu trong phần chân tóc thôi, gần như sẽ không thấy luôn đó các bạn. Bà nào đang xem mà thích quá, cần thiết thì cứ hỏi Rin trực tiếp, Rin sẽ giúp các bạn trả lời những thắc mắc đó. Tại vì mỗi người sẽ có một gương mặt khác nhau, không ai giống ai hết trơn á.